Ok, hello chào bạn, mình tên Quang Dũng. Ok, hello chào các bạn, Emmanuel. Ok, các bạn chào bạn đến với channel Quang Dũng với là cuộc sống ở châu Phi. Thì nó biết gì? Thì ngày hôm nay là đi thăm một tí về bên chỗ bản San Tu mọi người. Thì nhờ những cái địa điểm như khu vực mình đi dạo một vòng thì thấy là tất cả người dân đã trồng và cũng như là đã trồng ngô mọi người, cho nên là cũng đã lấy được cây rồi. Ở chỗ này là nó gần thành phố hơn mọi người, cho nên nó mưa. Gọi là Jatasai. Rất là tuyệt vời. Vì ở đấy là có đôi trận mưa mọi người ạ. Còn ở bên chỗ bản bên kia về bản chỗ anh Đông thì có một số bản là chưa mưa mọi người. Ở đây là mưa rồi. Nên là đấy, vẫn thẳng này. Stable chưa này? Sí, stable chưa. Đấy tốt rồi mọi người ạ. Đấy, vẫn nói chung là vẫn tốt cả rồi. Vẫn lên, vẫn thành công cả rồi mọi người. Đấy, mong tốt cả rồi. Thì hôm sau là mình sẽ đi dọc qua một lần, tại vì là đôi khi thì người dân thì cũng không thể nào mà làm thẳng được mọi người. Thì thẳng với lại là nó cũng sẽ có chỗ là nó mọc 2-3 cây, có chỗ là nó sẽ mọc 1 cây. Thì hôm sau lúc nào mà nó tốt một tí như này thì mình sẽ nó tốt lên một tí như này thì mình sẽ cho người dân là đi dặm lại và nhổ những cái nhỏ bên cạnh mọi người, cho một cây phát triển thôi. Đấy, mình thấy là bây giờ là toàn bộ là đã tốt rồi. Đấy, thì ngày hôm nay là cuối tuần rồi mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Nên là bây giờ là người dân thì cũng đi lề cả kiểu. Esta aquí después tengo que tirar para cosu. Sí, para dejar espacio. Para dejar espacio. Sí. Ay. Porque con adubo así ya no puede sacar mucho. Ya. Ay, bây giờ nó hơi dài một tí mọi người ạ. Phải làm lại đấy. Phải dặm lại. Đấy bạn, đấy là vườn khoai tây thôi. Đã kêu anh Manuel là thường xuyên là vun gốc mọi người và xảy cỏ. Để xem là cái gọi là vay về xuống xin chụp cái đá và về xịt tên ra để mình xem, mình bới thử xem là có cổ chứ mọi người. Đà. À ôi đã gọi là đất nó nứt nẻ ra cả mọi người ạ. Đấy, nứt nẻ ra cả đây. Bây giờ là chắc chắn là để mình bới thử. Ê ui cổ này ta kỳ ra. Dạ tại gì đây mình ta bà ta ra rất là nhiều mọi người. Mình đi xuống đuôi đang gọi là nhỏ bà ta. Đấy mọi người, đây hơi tật tập lại rồi mọi người. Cái vườn khoai tây này là một vườn khoai tây rất là tuyệt vời đây. Bây giờ là để một thời gian nữa tầm khoảng là giờ khi phao tài là tầm khoảng là umesh này. Umesh. Đấy mọi người thấy như thế này, mọi người thấy là toàn bộ cái vườn này này. Đấy, vườn khoai tây đây là rất là nhiều khoai tây, 10 bộ nấu như này mọi người. Đấy. Hôm nay là đi thăm xem là đây đoàn này đây rất là tốt luôn. Esaki. Cái vào một thêm một ta batata rồi. Ê trời. Rất là nhiều cổ rồi mọi người. Thôi tập lại. Bới một cái rồi mọi người. Ê ta bồ. Đất nứt cả rồi. Ở đây nữa là ngỗ của anh Manuel. Você é bom, tem que cultivar coisa. Sim, esse achar lá mais uma vez. Não é? Já. Vai ter esse cabi aí. Sim. Ê. Anh này là hôm bữa là mình đã cho thêm đầu mọi người ạ. Cho thêm đầu nữa là anh trồng vừa trồng ngô vừa trồng đầu luôn. Ê, tá bom. Vì là anh làm rất là nhiều. Anh làm cả mảnh bên này và làm ở cả mảnh bên kia mọi người. Ê, về. Tá bonito. Mà você também tem que começar já para tirar coisa. Sim. Cabi aí. Já. Tem que escolher uma própria semana que é para tirar mesmo todo o lixo já, para ficar limpo. É, tá bom. É. Hôm nay, hoje tudo foi na igreja, né? Sim, tudo foi na igreja. É. Sim. Đoàn này thì cũng giống như là cái đoàn của bên bản bên kia, mấy bà trường thôn bên kia thôi. Đấy. Trong độ trong đầu chúng mình trong ngô. Đây là cái nguồn giống mà đợt mình phát trong cái giấy này mọi người. Và rất là nhiều lần. Đấy, bây giờ để xem là cái chỗ trồng mới của anh ấy là bây giờ đã lên chưa. À cái tầm ấy, já meti? Já meti. Ainda quase falta mais uns 3 dias para sair tudo fora. À ok. Đoàn này cũng đã bỏ. Mas agora você tem que fazer aquela estrada aqui, tem que fazer grande pouco. Sim, que dá mesmo para passar lá com saco assim. Já, com saco, com quê? Quando coisa? Sim. Các bạn, cái khu vực này là anh ấy đã trồng ngô rồi mọi người. Trồng ngô và anh ấy sẽ làm tiếp lên kia nữa.
La menquina, ahora usted hace más la. Sí. También hace igual así. Ya. Igual mismo así. Igual así. Ya. Fica bien directo. Rồi, bà các bạn thấy nhìn thấy cái vườn khoai tây đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 13 ổ mọi người. Và khoai tây đã tốt rồi. Ngày hôm nay thì đi dạo dạo vậy thôi, đi xem tình hình như nào mọi người. Và xem nó có cần cái gì, có thiếu cái gì thì để mình nhắc nhở cũng như hỗ trợ thêm vậy thôi. Rồi depois tem que começar para tirar o cabi. Sim. Cabi tem que tirar. Yeah. Você tem que fazer bem bonito, você cabi. Sim. Quando você tem cabi, você só usa sada. Sada para meter junto aqui. Yeah, para meter junto. Junto aqui. Para meter. Cho cuộc cỏ đây vun vào gốc luôn mọi người. Cuộc gốc cho chặt gốc nữa, sau này có gì mưa gió hay gì thế đấy thì cũng có thể giữ được gốc. Đấy. Ok. Đây, cái vườn khoai tây không biết là một tháng nữa là để thu hoạch cái vườn khoai tây này cũng rất là nhiều mọi người. Thật sự thì khoai tây là một cái gì đó nó vẫn có về cái giá trị về kinh tế rất là cao mọi người. Mình có thể mà trồng có thể sáu là bán được mọi người. Bây giờ anh em mình sẽ sang bên chỗ cái vườn cà chua mọi người. Đây, aqui tá bom fazer isso aqui tá muito junto, yeah? Yeah, tá muito junto. Já tá bom? Já tá bom. Isso aqui já dá mesmo pra tirar. Thế mọi người, yeah. Là hành mọi người. Đấy, hành cũng không kém gì ở chỗ của anh Quang Linh đâu. Ở chỗ cái Quang Linh đâu mọi người. Đấy, thấy chưa? Yeah. Đây là bây giờ là ăn được rồi, hành rất to mọi người. Đây này. Đấy. Không kém gì Quang Linh. Ê, rồi, được rồi, cô gì nha. Đã bên chị. Đấy, bên này cũng hành, bên chị cũng hành, mà bên kia cũng hành mọi người. Đấy, hôm trước thì mình có trong khoai tây ở bên kia. Nhưng mà còn thừa giống như bên kia thì đất nó hết cái đoạn khúc. Nó hết cái khúc ở bên kia đâu, cho nên là mình mang qua bên đây trồng. Đấy, bây giờ cũng tốt cả đó mọi người. Đấy, cũng ok đấy, ok đấy. Đấy, tá bom. Sim. Nessa aqui ainda falta. Sim. Oi, Manuel. Depois você tem que começar, tipo essa aqui, para tirar pouco. Sim. De pequeno. É só deixar dois, três. Dois só. É só dois. Aí. Só deixar dois. Sim. Depois fala com o outro aí. Sim. Aí, nhổ những cái nhỏ mọi người. Còn những cái to thì giữ lại. Eu tenho parece iniciar. Còn đây là cái vườn giống cà chua mọi người. Quả rất là nhiều mọi người đấy này. Đấy, cà chua loại to này. Essa aqui também dá de fácil dinheiro. Faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro essa. Sim. É, toàn bộ khu vực này luôn. Cái nào cũng rất là nhiều quả hết. Anh Manuel đúng thật là một người cũng khá là gọi là già ta bùng. Khá là chăm chỉ mọi người ạ. Và rất là siêng làm, học hỏi nữa. Đây, đây cà chua đây này. Đây, rất là nhiều quả cà chua đây này. Các bạn, cũng rất là to. Bộ tomate. Yeah. Cái này cũng cho về cái giá trị về kinh tế rất cao mọi người. Đấy, khu vực này nữa. Tá bom. Sim. Tá muito. Essa aqui não é aquela vez que aquela semente que deu, né? É. É aquela semente que deu? É. Ah. Sim. Aí. Como o terreno é pouco, é preciso ainda meter aqui. Ok. Sim. Aí. Đây là ok. Bây giờ mà thu hoạch cà chua cũng như thu hoạch khoai tây và rau chờ bạn thì rất là được giá mọi người. Đấy. Essa aqui depois, quando é ele que quero ver, que quero tirar para vender já, chama, é para eu ajudar, compra tudo, já? Tá bem, sim. Fala com ele já. Ok. Aí. Este aqui é o mês de novembro mesmo, vai sair já. Novembro? Novembro. Ok. Yeah. Aí. Muito bom. Muito bom. Aí, thì, ở bên bản này, như vậy thôi mọi người. Có nghĩa là mỗi hộ gia đình bây giờ đã cũng đã từ trồng và từ nhận hạt giống và từ nhận phần lấn đàm thôi mọi người, và trồng trọt thôi. Thì mình thì cũng quan tâm đặc biệt hơn một tỷ đến cái khu vực cái vườn giống này thì mình cũng đã cho người dân là cái vườn gọi là cái vườn giống như là cái vườn nông nghiệp thôi mọi người, để cho ai vô, để cho những người dân bản mà đến đấy thì có thể nhìn thấy được là sự phát triển cũng như là cách thức trồng như nào và thu hoạch được như nào mọi người. Đấy, để cho mọi người dân là có thêm động lực để mà cố gắng làm giống như vậy. Đấy, bây giờ cứ một mảnh vườn là gồm có cà chua, khoai tây và ngô. Đấy, là xong rồi.
như vậy là đạt tiêu chuẩn mọi người, để cho ai cũng có cố gắng nỗ lực là tại cái mảnh đất của mình là có thể làm như vậy. Đấy. Tudo muito bom. Muito bom. Agora tira aquela amarela um pouco para que, né? Sim. Para ficar assim. Yeah. Esta aqui já tá ficando vermelho. Yeah, é muito bom. Yeah. Yeah. Yeah, continua fazer isso, yeah? Tá bem, chef. Chắc là khoảng một thời gian nữa, tầm khoảng thời gian một tuần nữa thì mình sẽ đi vào bản tiếp mọi người. Thì lúc mà cây ngô nó cũng cao một tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn người dân, cũng như nói người dân là tỉa như nào và tỉa đá cây như nào, và cũng như là để tròn lọc cây tổ cây to để giữ lại những cây to mọi người. Còn những cây nhỏ thì mình sẽ nhổ đi, tại vì là để như vậy thì sẽ không có cây nào mà phát triển tốt được cả, thành ra là cái năng suất nó không cao mọi người. Thì họ cứ trồng một chùm rất là nhiều cây như vậy thì không có cây nào phát triển được cả, cây nào cũng hút chất dinh dưỡng, cho nên là nó phấn lấn đàm mình bỏ vào thì nó phải chia đều những cái đó, thành ra là nó không có phát triển được. Cho nên là mình phải hướng dẫn là tại vì đã thì nhiều mọi người, thì mình cứ trồng thừa ra một tí thì càng tốt thôi, bắp càng to và cái phát triển càng lớn thôi mọi người, như vậy thôi. Đây, củ hành như vậy này. Bây giờ là có thể là một thời gian này là mang ra chờ bạn rồi, hoặc là để sử dụng để chia trong cái dân để làm giọng thôi, chắc sẽ làm giọng. Essa aqui depois vai ficar cimento. Ah, ok. Para entregar para outra pessoa. Tá bem. Tá bem? Sim. Yeah. Cimento para grupo de 10. Sim. Hai ngày đấy thì mình chắc mình sẽ để làm giọng, để mà trồng cho phải cho thêm nhiều người dân nữa. Đấy, như vậy thôi. Depois tem que fazer isso. Sim. Hay nếu mà hôm nay mà ngày bình thường thì ok, hôm nay là ngày thứ bảy, tất cả người dân đều đi nhà thờ ấy. Cho nên là mình không có nói người dân trực tiếp làm được. Chiều về. Hoje à tarde você também tem que dizer tá bem. Tá bem. Importante é ter o sítio lá. Tá bem. Já? Sim. Para depois ficar tudo bonito. Tudo bonito. Já. Yeah. Ok. Aí tem cái video nghe mấy chắc là mình cũng sẽ. Esse aqui. Ah, esse aqui. Yeah. Cá tím mọi người. Yeah. Cá tím. Ok. Esse é só para comer. Sim. Aí, thì có cái bàn thì cái video nghe mấy chắc là mình cũng sẽ kết thúc ở đây. Thì hôm nay thì mình một ngày đi dạo xung quanh bản xem là tình hình như nào mọi người. Và một lần nữa thì mình cũng muốn cảm ơn tất cả rất là nhiều là luôn quan tâm và theo dõi tìm Châu Phi, cũng như là kênh Quang Dũng Vlog cuộc sống ở Châu Phi. Thì các bạn thấy video này hãy về nghề cho em một like, một share, cũng như đăng ký kênh Quang Dũng Vlog cuộc sống cho video nha. Ok, chào bạn. Chào bạn. Cảm ơn Việt Nam. Yeah. Yeah. Depois você fala com o povo que fazer esse trabalho, tá bem, chef. Yeah.